Làm thế nào để ngừng cảm thấy tội lỗi vì những sai lầm trong quá khứ và những điều bạn đã làm sai? Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm trong cuộc sống, từ những sai lầm nhỏ đến những quyết định tồi tệ, để lại hậu quả lớn hoặc là hậu quả nghiêm trọng. Cảm thấy tội tệ về những điều này là hoàn toàn tự nhiên, nhưng sẽ thật không tốt cho sức khỏe nếu bạn giữ cảm giác tội lỗi này quá lâu. Để tiếp tục, bạn phải học cách đối mặt với những cảm giác tội lỗi này. Thứ nhất, hãy chấp nhận những gì đã xảy ra. Đôi khi chỉ cần chấp nhận những gì đã xảy ra có thể tạo ra sự khác biệt to lớn đối với cảm nhận của bạn về nó. Viết ra những gì đã xảy ra chi tiết nhất có thể. Cách này phù hợp hơn với những vấn đề lớn. Nhưng bạn có thể dùng cách này bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo lắng, bạn đã làm sai điều gì đó hoặc đưa ra một quyết định sai lầm. Đọc lại những gì bạn đã viết và nói to điều đó ở một nơi an toàn và yên tĩnh. Hãy tưởng tượng một người bạn nói điều đó với bạn và lo lắng rằng cuộc sống của họ sẽ tan nát vì điều đó. Nghĩ xem bạn sẽ phản ứng thế nào và giúp họ chấp nhận những gì đã xảy ra. Bạn càng đọc lại những gì đã xảy ra, bạn sẽ càng cảm thấy quen thuộc hơn và chu kỳ sốc, cảm giác tội lỗi, xấu hổ khủng khiếp mà bạn từng mắc kẹt sẽ bắt đầu giảm bớt. Thứ hai, hợp lý hóa tình huống. Một lần nữa, hãy tưởng tượng nếu một người bạn hoặc một người thân yêu đang nói với bạn về điều gì đó mà họ đã làm và cảm thấy tội lỗi. Bạn sẽ nói với họ rằng nó sẽ ổn thôi, rằng họ nên ngừng cảm thấy tội lỗi và tiếp tục. Tôi tin rằng phần lớn các bạn ở đây sẽ đều nói với những người bạn của mình như vậy. Hợp lý hóa tình huống bằng cách xoay chuyển nó. Bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi sai lầm hoặc quyết định tồi tệ của bạn đều có khả năng đã tha thứ cho bạn và có khi đã quên rồi. Trong khi một số điều có thể đã thay đổi theo một vài cách, nhưng những điều quan trọng có thể sẽ vẫn giữ nguyên gần như cũ. Cố gắng lý trí và lùi một bước khỏi tất cả để đánh giá lại những gì thực sự đã xảy ra. Hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó làm điều gì đó ảnh hưởng đến bạn. Bạn sẽ thù hận hay chấp nhận rằng mọi người là con người và đôi khi đều mắc sai lầm. Thứ ba, thừa nhận bạn đang ở đâu. Thay vì đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, hãy chủ động và suy nghĩ về những gì đã xảy ra, điều gì đã khiến bạn đưa ra quyết định tồi tệ. Cố gắng biến cảm giác bối rối hoặc xấu hổ của bạn thành điều gì đó tích cực sẽ giúp bạn tránh suy nghĩ về nó một lần nữa. Hãy cho bản thân một chút thời gian để tìm hiểu tình hình hiện tại trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Thứ tư, suy ngẫm về những gì bạn học được. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là con người. Nhưng loại sai lầm tồi tệ nhất mà bạn mắc phải là mắc lại lỗi mà bạn đã mắc phải trước đây. Nhìn chung, hầu hết mọi người có thể tha thứ một lần, nhưng họ khó tha thứ cho một sai lầm lặp đi lặp lại. Suy ngẫm về những gì đã xảy ra và tại sao nó xảy ra. Có thể có một lời giải thích đơn giản cho sai lầm của bạn. Có thể bạn đã chậm trễ với công việc. Có thể bạn không đủ chú ý tập trung đến những gì bạn dự định làm. Hoặc có thể bạn đã lập kế hoạch không tốt. Học hỏi từ những gì đã xảy ra và tìm cách điều chỉnh hành vi của bạn để điều đó không xảy ra nữa. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Đừng cảm thấy tội lỗi và tự dằn vặt mình, nhưng hãy chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và làm chủ nó. Tìm các cách để xử lý tốt hơn các tình huống mà bạn đã phải vật lộn trong quá khứ để bạn có thể tránh cảm thấy tội lỗi về những hành động trong tương lai của mình. Thứ năm, thực hiện bước tiếp theo. Làm chủ những gì đã xảy ra và cố gắng hết sức để cải thiện tình hình bằng cách chủ động thực hiện các bước để sửa chữa sai lầm. Cảm giác tội lỗi của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ tìm ra cách để cảm thấy tích cực hơn. Điều này có nghĩa là bạn phải dành nhiều giờ làm việc hơn để chứng minh rằng bạn đã hiểu mình đã sai ở đâu trong quá khứ. Điều đó có nghĩa là bạn phải cam kết nhiều hơn với đối tác của bạn để họ cảm thấy được đánh giá cao. Nó có thể có nghĩa là chủ động trong công việc, đặt bản thân vào những dự án lớn hơn hoặc lớn hơn nữa để chứng minh rằng bạn được đầu tư và có năng lực. Dù bước tiếp theo của bạn là gì đi chăng nữa thì bạn nên hướng tới nó. Có thể mất một thời gian, nhưng cuối cùng thì nó sẽ rất xứng đáng. Bằng cách thực hiện các bước này, bạn đang chứng minh cho những người bị ảnh hưởng bởi sai lầm của bạn rằng bạn đang nghiêm túc trong việc làm cho mọi thứ đúng đắn và bạn tôn trọng họ. Bạn cũng đang chứng tỏ rằng bạn tôn trọng bản thân. Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng, đúng hướng khi vượt qua cảm giác tội lỗi. Thứ sáu, tha thứ cho chính mình. Hãy nhớ rằng hiện tại hầu hết những người khác đã tha thứ cho bạn, hoặc vẫn đang trong quá trình tha thứ, hoặc
có khi đã rời khỏi cuộc sống của bạn. Do đó, bạn thực sự không có thể làm gì nhiều để kiểm soát cảm nhận của họ về bạn tại thời điểm này. Vì vậy, thay vào đó hãy tập trung vào bản thân để thực sự bước tiếp và không còn cảm thấy tội lỗi. Hãy cố gắng tha thứ cho bản thân mình. Hầu hết mọi thứ không tệ như nó có vẻ, trừ khi chúng ta đang nói về tội phạm nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cố gắng để bản thân thoát khỏi tất cả và nhận thức rằng bạn là một con người có thể đôi khi đưa ra một số những lựa chọn tồi tệ. Điều duy nhất tồi tệ hơn việc mắc một sai lầm lớn là lại để cho nó kiểm soát phần đời còn lại của bạn. Bạn cần tìm thấy một vài kết thúc về những gì đã xảy ra để tiếp tục tiến về phía trước. Điều này có thể bằng cách ghi nhật ký, suy nghĩ và bộc lộ cảm xúc vào đó. Trò chuyện với người thân yêu hoặc cố vấn chuyên nghiệp, hoặc chuyển cảm xúc của bạn thành một thứ gì đó chủ động và lành mạnh. Cuối cùng, hãy ghi nhớ giá trị của chính bạn. Hãy nhớ rằng bạn có khả năng và có giá trị. Lý do khiến những sai lầm cảm thấy thật kinh khủng là vì chúng có xu hướng khá hiếm xảy ra. Nếu chúng xảy ra liên tục, bạn sẽ không cảm nhận tội lỗi như vậy. Vì vậy, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn thường đưa ra quyết định đúng đắn và hợp lý, và sai lầm của bạn là một sơ suất. Điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Lập danh sách những việc bạn đã làm tốt trong ngày, mỗi ngày, những cam kết bạn đã tuân thủ, những thời hạn mà bạn đã đáp ứng, những cách mà bạn đã giúp đỡ người khác. Danh sách này sẽ phát triển rất nhanh và sẽ như một lời nhắc nhở rằng bạn không phải là một phiên bản sai lầm của chính bạn. Bạn được phép sai lầm một số thứ, đặc biệt là khi bạn cũng có rất nhiều điều làm đúng. Cảm giác tội lỗi cho thấy rằng bạn quan tâm đến người khác, bạn là người có lòng trắc ẩn, trân trọng điều đó. Học hỏi từ đó, ghi nhớ điều này khi bạn tiến về phía trước. Chúc các bạn thành công.